Chào cả nhà nha, bữa nay mình sẽ quay lại mình tìm nhà ở Garland dưới 200 ngàn nha các bạn. Thời điểm này tìm nhà Garland 200 ngàn thật là khó khăn. Cái giá nhà 200 ngàn bây giờ rất là khó mua nhà. Chỉ còn những cái nhà cũ thôi. Nhà mới là bây giờ nó khoảng 350 400 trở lên. 300 ngay cả 350 mình tìm cũng không ra nhà nhà mới nhiều nữa. Do đó là nếu mà bây giờ cái nguồn tài chính mình không có nhiều á, ngay cả cái nhà 200 ngàn còn khó tìm đó các bạn. Đây là những căn nhà dưới 200 ngàn, mình cho là dưới 210 ngàn đi, cũng khá là khó tìm ở Garland. Bây giờ nhà cửa vùng Garland, Dallas tìm rất là khó tìm, đặc biệt là những cái nơi mà đã thành lập rồi đó, nhà tìm giá cả giờ khó quá. Nói chung là cái lãi suất của ngân hàng thấp, do đó là nó làm cho số lượng nhà không bị tịch thu nhiều, dường như là mình không thấy nhiều. Cái thứ hai nữa, cái lãi suất thấp thời điểm này là thời điểm mà người ta có thể mua nhà rất là dễ dàng. Thì với cái lãi suất thấp hiện tại thì nó làm cho cái nguồn cung của nhà không còn nhiều nữa, đặc biệt là cái số lượng xây nhà mới ở Garland không còn nhiều. Do đó cái lựa chọn mà mua nhà giá trung bình á bây giờ cảm thấy hơi khó khăn. Thì với cái giá tiền mà 200.000 đô la thì mình chỉ có cách là chấp nhận mua những cái căn nhà mà ngay vị trí mình mong muốn, rồi mình sửa lại theo ý mình thôi, chứ không thể nào mua một căn nhà gọi là theo ý mình, đẹp theo ý mình, hoàn chỉnh theo ý mình được. Thì mình tăng lên chút xíu là căn nhà 210 ngàn ở đây nha, nha các bạn. Thì 210 ngàn ở Garland. Thì theo cái công cụ tìm kiếm của mình á, trên cái map của mình á, nó có 24 cái nhà. Mà cái này là mình đã filter, nghĩa là mình đã lọc qua là cái việc xây nhà trong tất cả các năm luôn á. Nghĩa là cũ cái nào cũ dưới 210 ngàn mà chỉ có 24 căn thôi. Nghĩa là cái nhu cầu nhà ở bây giờ nó rất là cao. Tuy nhiên nếu mình nói là mình đợi cho giá nhà nó giảm xuống mình mua thì cái điều này thật là khó. Do đó nếu mình để dành tiền, mình nghĩ là qua năm sau mình sẽ để dành tiền được thêm vài chục ngàn nữa. Thì nếu mình làm lương ít thì mà năm sau mình để dành thêm 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn. Thì tới đó nhà cũng đã tăng giá nữa rồi. Do đó với số tiền hiện tại của mình á, nếu mình không có nhiều thì chỉ có cách là mua những căn nhà nào mà giá nó vừa phải để mình có chỗ ở, rồi mình mới để dành tiền thêm nữa mình mới mua được căn nhà khác các bạn. Chứ nếu mình để mình làm đi đi làm mà cái số tiền của mình không có nhiều mà mình để dành hoài mình mua không được. Ngoại trừ là mình làm một năm nhiều tiền á thì mình có thể để dành đủ số tiền mà nhiều lên đó để mình mua căn nhà mới hoặc là bự to. Còn nếu mà mình đang nhắm tới mua những căn nhà dưới 200 ngàn á, thời điểm hiện tại á, thì nếu có một số tiền gọi là down payment hoặc là đủ để mua nhà thì nên mua càng sớm càng tốt. Tại bây giờ nhà nó hết rồi, ít rồi. Thì bây giờ mình vô đây mình coi một số căn. Cái căn đầu tiên đó là 178 ngàn. Nhưng mà cái này phòng tắm nó chỉ có một à. Do đó cái đó là cái bất tiện. Đây là một căn 178 ngàn. Cái căn nhà này ở zip code 75042 thì khu này là gần chợ Việt Nam. Nó gần chợ Hồng Kông, Dallas, nó gần chợ Thái, gần chợ Trường Nguyên, gần chợ Sài Gòn. Thì nếu mình muốn sống gần khu Việt Nam á thì có thể mua những căn như thế này rồi về phải sửa lại thêm.
Gửi sửa về thêm cái căn nhà đó, sửa theo cái ý mình. Một số nhà mình có thể thêm một phòng tắm chẳng hạn, thì mình sửa mình thêm phòng tắm để mình có thể có căn nhà theo ý muốn. Thì chỉ có cách đó mình mới có được căn nhà ngay cái khu mình mong muốn. Chứ bây giờ hiện tại là mình mua nhà, mình khó mua tìm một căn nhà theo ý của mình. Căn nhà này mình thấy là cái diện tích đất ở phía phía sau các bạn thấy không, rộng cũng khá tiềm năng ở cái giá này. Đây là phía sau nè, phía sau sân rộng. Quan trọng là nếu mà mục tiêu mình muốn mua cái nhà để có một chỗ ở để đi làm, để mà xây dựng thêm cái tài chính của mình đó, thì những căn này là những cái chọn lựa mình có thể mua để mình để dành được cái số tiền thay vì đi thuê. Còn đây là một căn nữa, căn này là ở zip code 75240. Căn này cái diện tích khá nhỏ, nói chung là căn nhà này nhỏ nhưng mà nó là 4 phòng ngủ đó, thì 4 phòng ngủ có sân phía sau. Thì cái giá này nếu mình không quan tâm gì cái nhà là quá xấu hay đẹp á, mình cần tìm một chỗ ở để mình bắt đầu xây dựng, để dành lại cái để dành số tiền á, thì đây là căn nhà mình có thể ở, mình để dành tiền mình sau này mình có tiền mua thêm căn khác, rồi mình cho hoặc mình cho thuê là căn này, mình lấy tiền thuê này mình mua cái căn khác các bạn. Chứ nếu không thời điểm này nếu mà các bạn đi thuê những căn nhà thế này á, một tháng cũng gần 1.500.000 trở lên. Một tháng 1.500.000 thì một năm của mình á tốn cũng gần mười mấy ngàn, là cứ mỗi năm mình ở vậy là mười mấy ngàn ra đi, không có không quay lại. Thì những căn nhà như thế này mình có thể ở để mình để dành số tiền lại được, rồi ở trong vòng một vài năm mình đã tích lũy được thêm số tiền thì mình có thể down, mình mua căn nhà khác, rồi căn nhà này mình có thể cho thuê, cho thuê mình lấy tiền thuê căn nhà này mình sẽ trả vào căn nhà kia. Đây là một căn nữa 205.000, căn này là diện tích trung bình 1.415 square feet. Căn nhà này là có cái garage, hai xe chạy cho cũng được, thấy cũng tươm tất đó. Nhìn cũng sáng sủa các bạn, căn nhà này nhìn sáng sủa 205. Thì quan trọng là mình chọn ngay cái vị trí, những cái zip code ở Garland muốn ở chỗ nào, mua xong mình sẽ trang trí lại hoặc sửa một số chỗ theo ý mình. Không thể nào là ở mức giá 200 ngàn hiện tại không thể nào tìm một căn nhà vừa ý mình 100% được. Căn này nhìn phía trong cũng sạch sẽ, căn này cũng không mua xong không có sửa gì nhiều á, thấy thế cách mà bài trí hoặc là những cái dụng cụ ở trong nhà này thì mình thấy chủ nhà này ở cũng kỹ á các bạn, chăm sóc cái nhà này kỹ á. Mới còn cái hiện trạng là nhìn nó sáng sủa đó. Đây là Street View. Street View thì mình có thể vô xem căn nhà trước khi mình tới tới đó mình coi đó. Thì phía trước mình đậu cũng được mấy xe, diện tích này cũng được. Ở cái mức giá là 210.000 trở lại thì mình đừng có quá yêu cầu quá cao là phải một căn nhà mới ở khu Gia Lai nha các bạn. Giá này là để mua những nhà cũ thôi đó. Đây còn đây căn này, căn nhỏ, căn nhỏ 2 phòng ngủ 1 phòng tắm. À, căn này nhỏ quá. Còn một căn này nữa, nhìn cái hình dạng thì không bắt mắt, căn này không đẹp lắm nhưng mà giá cũng bằng cái căn nãy mình xem, do đó căn này không phải là một chọn lựa của mình.
căn 209 ngàn. Mình thấy cái cách mà xây như thế này á là anh biết nhà cũng cũ á, nhưng mà có thể là những nhà đầu tư sửa lại. Căn này là những nhà đầu tư họ sửa lại nè, nhìn nó mới không, trang trí nhìn đẹp. Tuy nhiên cái kiểu nhà là kiểu cũ, phía bên ngoài là cái sái đinh bên ngoài là không phải là gạch mà là mấy cái sái đinh bình thường đó. Cái này là bên trong nhìn rất là đẹp đó, lý do tại sao mà mình nói là mình mua được những căn nhà mà dưới giá thị trường thì mình bỏ ra chừng 20 ngàn mình sửa thì cái nhà nó cũng đẹp như cái nhà này thôi. Do đó mình có đừng có gọi là quá chọn lựa quá kỹ, và mình chọn lựa quá kỹ mình chỉ đi tìm nhà hoài không được đâu các bạn. Và những người ở trên của mình mà chờ dẫn mình đi hoài á, anh ta cũng mệt lắm. Nhờ do đó nên nghiên cứu trước những căn nhà trước khi mà mình liên hệ với lại những người ở trên của mình để đỡ tốn thời gian của người ta. Đặc biệt là khi mình đi mua những căn nhà đầu tiên á, thường người ta nói là kén cá chọn canh lắm, nghĩa là mình lúc nào cũng tìm một căn nhà là hoàn chỉnh 100%. Và lúc đó mình đi coi á chừng 10 nhà, mười mấy nhà, và cái người ở trên của mình cũng rất là mệt nha các bạn. Đặc biệt là căn nhà đầu tiên mình đi mua họ rất là mệt. Mình đã trải qua cái giai đoạn đó, cảm thấy ở trên của mình rất là tội nghiệp, tại vì cái yêu cầu của mình với lại những cái nhà mà ở trên của mình dẫn đi á không có hợp cái nhu cầu của mình, với lại mình không có nghiên cứu trước á. Ở trên mình muốn chỉ cái nhà nào mình đi theo nhà đó, bởi đi nhiều lần nữa ở trên cũng mệt, mình cũng mệt luôn. Sau này khi mình tìm nhà mình coi trước khu nào ở đâu rồi hình ảnh sao, mình thấy được ok mình mới liên hệ với trên mình đi. Đó là một căn. Đây một căn nữa là 197.500, diện tích là 1.537 square feet. Lần này mình chỉ coi sơ số lượng nhà là bao nhiêu các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn xem chi tiết á, sẽ vào chi tiết căn nhà đó coi là xây năm nào, ở khu nào, trong cái zip code của Garland, có phải là ngay cái zip code mình cần ở hay không, và cái diện tích là căn nhà mình cần ở ở cỡ nào, mình muốn làm diện tích là bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm. Bình thường theo tiêu chuẩn là nên ít nhất là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Tại vì nếu một phòng tắm á, cho cả nhà mình nói chung là khó sử dụng các bạn, một cái phòng tắm nó không có tiện lắm, mọi người sẽ vô giành lộn với nhau đó. Giờ đó là ít nhất là 2 phòng tắm nha các bạn. Cần mua nhà riêng á, mình nên tìm những căn nhà nào ít nhất 2 phòng tắm, ngoại trừ là những căn nhà mà 1 phòng tắm á mình có cái giá quá rẻ, mình có thể mua lại để mình kiếm lời hoặc mình sửa thì cũng ok. Đây là một căn nhà nữa là 208 ngàn ở Ga Linh. Căn này là đường Walnut ở gần chợ Trường Nguyên. Căn nhà này mình đi bộ tới chợ Trường Nguyên cũng được nữa các bạn. Căn nhà này theo lịch sử là người ta cho thuê rất nhiều lần rồi. Nhà đầu tư mua nhà này cho thuê theo mình coi lịch sử thì bây giờ mình thấy chữ foreign ở trước không, cho thuê họ cũng lúc trước căn nhà này á họ mua có 110 mấy ngàn à, cho thuê một thời gian lấy số tiền rồi, bây giờ theo cái giá thị trường là nó tăng lên rồi, giờ đã bán lại cái giá này thì cũng nói chung là không có cao mà còn không thấp. Cái giá này giá hợp lý chứ không phải là giá dưới thị trường nha các bạn. Nhưng mà đại trường hợp cái khu này đi tới xa lộ 675, 635 hoặc là 75 cũng gần, chạy ra rất là gần, không có xa, rất là tiện, tiện đi lại, tiện công ăn việc làm. Còn đây là một căn ở 75041, căn này là ở khu thành lập rồi, có cây xanh cao, thì ở trong là có gỗ sẵn rồi. Nói chung là cái chiếc nhà này đã trang trí lại rồi các bạn, 196 ngàn.
Tuy nhiên cái phần đi lại của căn nhà này thì nó xa hơn chợ Trần Nguyên, nhưng mà mình nói xa tuy nhiên đi cũng chừng 20 phút trở lại à. Đó, căn nhà này cũng khá tươm tất, phía sau có cái hồ bơi trên mặt đất đó. Còn đây là một căn 185 ngàn, đây là phía trước nè, 185 ngàn 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, diện tích là 1.287 square feet, nhìn thì cũng được. Cũng có đá granite ở trên bếp, sàn đã gắn gỗ rồi, khá bịt này, mình không thích mình tháo ra mình thay bằng gỗ luôn. Nhà tắm thì nhìn cũng không mới không cũ. Nói chung nếu là mình là handyman á, mình có thể sửa một số lặt vặt á, mình mua nhà được, tại cái đất này nhìn rất là rộng các bạn, cái sân phía sau rất là rộng. Mình mua được tốt là mình mua được cái nhà riêng, nó có miếng đất rộng vậy cũng tốt các bạn. Đó, đất đây rộng nhìn rất là thoáng. Ở cái mức giá là 185 ngàn, hiện tại là cái lãi suất thấp á, mình down 20%, mình có thể mua cái nhà này thì mỗi tháng mình trả nó cũng ít hơn là cái tiền mình đi thuê nhà các bạn. Đi thuê nhà mà thuê nhà riêng thế này á là ít nhất là cũng 1.500. Còn nếu mà mình mua căn nhà này mình trả mỗi tháng thì chắc chắn là ít hơn 1.000 đô, để dành được số tiền để mình có thể đầu tư hoặc là để dành tiền mình mua căn nhà tốt hơn. Một khi mình đã mua những căn nhà thế này rồi đó thì bắt đầu mình mới có tiền dư. Lúc mình đi thuê mình tới tiền mình mỗi tháng mình đi làm mình sẽ phải trích ra để mình trả cho chủ nhà, thì cái mức cái tiền số tiền đó lúc nào cũng là số tiền đầu tiên lớn, số tiền lớn mình phải bắt buộc phải để dành ra để mình trả cho chủ nhà. Còn mua những cái căn dưới 200 ngàn thế này thì một tháng mình trả cũng ít hơn là cái tiền đi thuê thuê các bạn. Mình không có lo nghĩ nhiều so với mình mua căn nhà 400-500 ngàn. Ngoại trừ là mình có tiền nhiều mình mua, mình không có suy nghĩ nhiều. Mình có 400 ngàn, 500 ngàn, 600 ngàn, mua căn nhà 500 thì không có suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên nếu mà mình đang nhắm tới những căn nhà dưới 200 ngàn, mình ít tiền thì những căn nhà này mình mua rồi mình mỗi tháng mình trả tiền cũng không mệt lắm. Đó. Thì đây là một số căn nhà ở Ga Lên dưới 210 ngàn, thì chỉ còn những căn này thôi. Đây là một căn nữa là 185 ngàn 4 phòng ngủ 2 phòng tắm. Cái bathtub thì phòng tắm thì thấy cũng được, có gắn đá hết rồi. Nói chung là những căn này ở được, giá không mắc, quan trọng là nếu mình lâu lâu mình lựa được những căn mà dưới giá thị trường á thì để dành được một số tiền đó mình có thể sửa lại căn nhà theo ý của mình. Bề ngoài nhìn nó xấu nhưng mà phía trong á mình có thể sửa lại theo ý mình các bạn, lúc đó nó sẽ đẹp lên. Khi mình nói sửa là những cái đa số những cái chỗ đó mình thay mới hết à, thì nó sẽ đẹp lên. Thì những nhà đầu tư chủ yếu là không mua những căn nhà dưới giá thị trường rẻ, có những hư hại bên ngoài bên trong, và sau khi họ sợ bỏ thời gian là khoảng chừng 1 tháng 2 tháng hoặc một vài tuần thì họ sửa họ sơn lại phớt lại sơn lại nhìn nó bắt mắt thì bán mắc hơn nhiều. Do đó mình cứ suy nghĩ là mình mua căn nhà này để mình ở thì mình cũng nên suy nghĩ theo cái hướng đầu tư chút xíu, là
à, căn nhà này có rẻ hơn giá thị trường hay không. Nếu mình mua tìm được những căn nhà rẻ hơn giá thị trường, mình dùng cái số tiền dư của mình đó mình sửa lại theo cái ý mình thì căn nhà đó sẽ đẹp lên. Nhưng mà chỉ có là cái phía bên ngoài, cái hình dạng của nó mình ít thay đổi được thì mình phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên bên trong á, thì mình có thể sửa lại, mua vật liệu mới gắn vô thì nó sẽ đẹp lên. Đó, đây là một số căn ở đây. Những cái căn mà ngoài sái, cái sái đinh của nó mà nhìn là như thế này á, đa số nó cũ. Nhà này nhà kiểu cũ, đời xây thường khoảng năm 1900 năm mấy á. Thì thường mấy căn nhà này nếu nếu mua thì cũng nói chung cũng không có phải là lựa chọn của mình. Nếu mình mua mình sửa lại cũng nên chọn những căn nhà nào mà sau năm 60 trở đi. Nói chung năm 60 là cũng đã cũ rồi, lớn hơn cái tuổi của mình hiện tại nữa. Tuy nhiên một số căn còn cái structure, cái kết cấu của nó còn rất là chắc, mình có thể sửa lại và cũng cũng còn sử dụng được lâu dài các bạn. Những căn nhà này thường một số căn á, nó có gọi là pier and beam, nghĩa là nó có cái nền nó có rỗng ở dưới á, nó có những cái trụ ở dưới á. Nhưng mà căn này có vẻ là bằng slab, slab là nó có nguyên một bệ xi măng hết ở dưới thì nó chắc hơn. Đây là một căn nữa, 199.900. Thì cái chỗ lái xe vô là nó cũng rộng. Tuy nhiên cái sinh khí nha anh em, nhìn không không thấy sinh khí tại vì nó cũ mà nó đen, nó tối quá. Phía bên trong thì không sáng sủa lắm. Căn này nếu mà mình mua đó chị, mình chỉ mua giá rẻ hơn mới mua, còn nếu giá này mình cũng không muốn mua lắm. Ồ, một căn này là quá tiềm năng luôn, dưới giá thị trường luôn, quá đã luôn, mới lên có một ngày à, 92.500. Đây là căn nhà nãy mình nói các bạn, dưới giá thị trường luôn, mình nhìn vô là biết liền luôn. Mình thấy là cái ước lượng của Zillow Estimate không, 186.000 mà nó bán với 92.500. Đây là căn nhà mà thường mình tìm đó các bạn, giá dưới thị trường, nên chuẩn bị tài chính sẵn sàng để mua những con này, bụp những con này liền. Nhưng mà khi người ta để giá 92.500 các bạn phải trả hơn nhiều nha, chút đỉnh nhiều nha, chứ không phải là bán cái giá này nha các bạn. Thì cái phần này á, ước lượng là 186.000, thì 186.000 này á là giá thị trường, còn cái giá của nó là 92.500. Quá good. Oh sorry. Đây này, Street View. Đây là phía sau. Đây là căn nhà mình nói đây. Căn nhà vừa đầu tư hoặc là căn nhà ở đầu tiên mua về sửa để dành tiền được số tiền ban đầu. Đây là căn nhà này. Đó. Quá tiềm năng luôn. Mua căn nhà này giá không lỗ, không thể nào lỗ và có lời luôn. Căn nhà các bạn thấy là nếu mình những căn nhà mà ta bán như thế này á, nếu mình có khá có tiền mặt á, mình mua rất là dễ. Những người này đang cần tiền bán nhà nè, người ta muốn bán một căn nhà này cho xong nè, ta mới đang với giá đó, ta cần tiền ngay lập tức. Thì nếu mà các bạn có tiền tiền mặt á, những người này rất là khoái, mình có thể trả thêm căn nhà này 115 cho 20, 130, ngay cả 100 tới 140, 50 cũng được nữa. Thì mình nói cái mức giá như vậy á, ngay cả mình trả ở số tiền là 140 ngàn á,
mà cái giá ước lượng của nó là 186 ngàn á, vẫn dưới giá thị trường. Mình mua được những căn dưới giá thị trường như vậy đó, cái tiền mình để dành rất là nhiều. Nếu mình mua nhà này mình ở, số tiền đó còn dư mình có thể dùng để mình sửa nhà này các bạn. Người ta liệt kê 92 ngàn, nhưng mà đừng có nghĩ là mình sẽ mua 92.500 nha các bạn. Cái giá này sẽ rất là cạnh tranh. Căn nhà này lên như thế này á, sẽ có rất là nhiều người mua. Người ta sẽ gặp trường hợp là multiple offer. Do đó mình thấy người ta đang quá thấp, giá quá thấp này, đừng nghĩ là ôi tôi mua ngay giá đó là được liền, không phải đâu. Ngay thời điểm này là thời điểm mà nhà bán rất là chạy. Do đó người ta được kê giá này, các bạn phải suy nghĩ một chút ít là đừng có quá là tiết kiệm mà mua đúng cái giá này, mua đúng giá này mua không được. Do đó phải trả lên khá khá cho căn nhà này để có sự khác biệt với những người khác. Đặc biệt là nếu mà mình chuẩn bị sớm á, mình nên submit offer sớm để người ta xem. Những căn này á, nếu có tiền khá á, là rất là tiềm năng. Người ta muốn những căn nhà này thường á, các bạn thấy là nó chụp hình á, ít khi nào mà nó chụp hình phía bên trong cho anh biết á, nghĩa là anh biết cái bên trong có hư gì đó rồi. Đa số là những người nhà vậy. Thường ta nói là tốt khoe xấu che, tốt khoe xấu che những căn nhà này trường hợp là vậy á. Một trong những căn nhà các bạn không thấy hình nhiều, nghĩa là có vấn đề gì đó rồi á. Ít khi nào mà ta chụp hình hết cho các bạn coi, người ta chỉ chụp hình sơ sơ thôi, nghĩa là mình đoán được là ở trong nó có thể bị những cái hư hại gì đó. Tuy nhiên những hư hại đó đối với mình so với cái giá này mình không quan tâm lắm. Những căn thế này người ta có thể mua khỏi đi vô coi luôn các bạn, do cái giá nó quá thấp. Mình nói vậy thôi chứ còn nếu mà nếu mình ở gần chỗ này á, mình có thể chạy tới đây coi á, nên đi coi. Chứ ngoại trừ những người ở chỗ xa bang khác người ta đầu tư á, nhưng khi người ta lựa những cái căn thế này á, ta mua không coi luôn. Bây giờ mình vô cái lot line để mình xem cái căn nhà như thế nào nha các bạn. Trong cái lot line á, mình thấy những căn nhà xung quanh á, giá toàn là 170 mấy ngàn trở lên không à. 170 mấy ngàn đến 90 ngàn, 200 ngàn trở lên không à. Đó, thì cái nhà của mình là do cái vốn ở nhà ngay bên đó bán có 92.500. Đó lý do tại sao mà mình đây căn nhà mà dưới giá thị trường, mà mình mục tiêu của mình hay tìm là những cái nhà như thế này để mua. Khi mua những giá này là mình đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền rồi. Mua được những căn này là một cái cơ hội để mà kinh doanh, làm ăn, gọi là đầu tư. Còn những căn nhà mà đang tìm ở dưới giá 200 ngàn mà lọt ngay những căn này là mình đã để dành tiền nhiều các bạn. Xung quanh khu này toàn là trên 180 ngàn hoặc 200 ngàn không à. Ngay thời điểm này nếu mà những căn kế bên gần 200 ngàn. Còn nếu mình sửa lại căn nhà của mình mới mới lên á, thì giá căn nhà mình nó phải hơn những căn kế bên. Nếu mình sửa mới ở bên trong, sửa mới căn nhà mình lại á, thì giá căn nhà mình phải 200 trở lên trong cái khu này đó. Thì ở chỗ lot line này mình coi sơ để mình biết, mặc dù ước lượng của Zillow không chính xác là 100%, tuy nhiên đối với mình cái ước lượng này rất là hữu ích. Tại vì đối với mình thường nó cái khả năng cái chính xác của nó cũng gần tám mấy phần trăm trở lên rồi. Đa số mọi người liệt kê bán nhà là theo cái giá gần ở Zillow hoặc là những căn nhà bán ở xung quanh. Thì mình coi Zillow cái khu đất like nè, giá gần 200 ngàn không à, mở căn này bán có 92.500. Tình cờ cái căn này là căn tiềm năng. Khi mình coi hết cái danh sách mà nhà dưới 200 ngàn của Garland bữa hôm nay nha các bạn, những căn nhà thế này nếu mà mình chần chờ đi vay tiền hoặc là mình chuẩn bị không kịp á, người khác mua hết rồi. Do đó nên chuẩn bị tài chính của mình sẵn sàng để khi mà có những cơ hội thế này
mình mua liền, mình sẽ để dành được nhiều tiền các bạn. Còn nếu mình bây giờ mà không chuẩn bị cái tài chính trước, chẳng hạn như mình không có giấy chấp thuận cho vay tiền, hoặc là không chuẩn bị tiền mặt trước, rồi bây giờ thấy cái nhà good rồi mình mới bắt đầu đi vay thì lúc đó trễ cơ hội đó với người ta các bạn. Nên chuẩn bị có cái giấy chấp thuận cho vay trước, hoặc là những căn như thế này á, 90 mấy ngàn, gần 100 ngàn đi, thì trong vòng mấy năm á, nếu các bạn tích góp, chịu khó đi làm, tiết kiệm trong những năm đầu, thì mình có thể có được cái nhà thế này. Còn nếu mà trong 5 năm đầu mình không tiết kiệm để mình đạt được mục tiêu mua nhà mà mình xài quá nhiều á, thì 5 năm đó mình phải tốn thêm một vài năm nữa nếu mình không có tiết kiệm sớm. Trong 5 năm đó mình phải tiết kiệm làm sao mình, hoặc mình tạo số tiền sao đủ để mua nhà. Phải kiểm soát những chi tiêu nào không cần thiết thì mình mới mua những cái nhà thế này được. Thì sau khi mình mua được cái nhà rồi, lúc đó cái tiền tiết kiệm mình có tăng lên các bạn. Thì khi mình mua được rồi á, những căn nhà mà giá thấp như này á, thì nếu mà các bạn đi làm thì tiền nó sẽ tăng lên thôi. Căn nhà khi mình mua thế này mình ở thì không không có tốn tiền thuê nữa. Đây là căn quá tiềm năng luôn, ở Gia Linh mới lên một ngày. Thì nên chuẩn bị sẵn sàng các bạn, cứ tìm kiếm những khu nào mình thích, và có một ngày nào đó sẽ có cơ hội nó sẽ hiện lên và mình chớp cơ hội đó mua ngay lập tức những cái nhà thế này, không bị lỗ dưới giá thị trường, chấp nhận sửa, không cần hóa quá là hoàn chỉnh, tại hoàn chỉnh là ta không có bán giá này đâu. Và nếu mà hoàn chỉnh thì ai cũng muốn căn nhà hết. Trong 10 người tới căn nhà này, người nào muốn ở nhà hoàn chỉnh là sẽ đi ra, không ngừng sực coi. Mình phải làm cái số ngược lại là mình phải thấy là căn nhà này tiềm năng, mình chấp nhận mình sửa lại, thì nó sẽ trở thành cái tài sản đầu tư của mình. Những cái chỗ mình chấp nhận rủi ro mình mua và sửa lại như thế này, mình sẽ để dành được rất là nhiều tiền nha các bạn, trong những cái loại căn nhà thế này nè. Đây là một căn nhà diện tích không lớn lắm, tuy nhiên cái garage cũng to lớn. Cái phía trước cửa nhìn cũng sáng sủa. Và có thể tiềm năng, rất là tiềm năng để sửa lại cho cái người mua nhà đầu tiên hoặc là nhà đầu tư. Căn này đầu tư nếu mà mình mua khoảng 120, 130 ngàn cash, sửa lại cái này mình có thể lời được cũng 30-40 ngàn. Nhưng mà mình thấy lời 30-40 ngàn tính ra cũng thật ra là không nhiều lắm. Tại vì bỏ tiền ra lời 30-40 ngàn á, là cái này á, mình phải tốn tiền thêm là tiền mua bán, tiền agent, tiền đủ thứ. Cuối cùng lời cũng không được bao nhiêu. Thường người ta mua, người ta sửa lại cho thuê thời gian rồi mình mới bắt đầu bán. Chứ nếu mình mua bán liền lời 20-30 ngàn thì cũng không đáng nha các bạn. Đây là căn nhà tiềm năng để đầu tư. Chúc các bạn sẽ có những cái cơ hội mua những cái nhà tốt như thế này. Xin chào, xin chia sẻ và chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn may mắn.